Tập 26. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Các cô mau đi đi. Đội trưởng Vũ, anh sai rồi. Giờ này còn chia ra nhiệm vụ của ai với ai sao? Lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ là anh đã nhắc nhở chúng tôi chuyện này. Sao vậy? Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Không quên, khắc cốt ghi tâm. Nhưng ở địa bàn của chúng tôi thì phải nghe theo chúng tôi chứ. Dù các anh nói không sai, nhưng chúng tôi không yên tâm được. Không sao, chúng tôi rất quen thuộc địa hình ở đây. Các cô cứ yên tâm đi đi. Mau đi đi. Vậy được rồi, chúng tôi không khách khí nữa. Tô Nguyệt, chúng ta đi. Nhanh đi. Bắn. Xông lên. Lên thuyền mau. Lại đi, nhanh lên. Bắn đi. Đội trưởng đến rồi. Nhanh, nhanh lên bờ nào. Mau lên đây. Cẩn thận đấy. Cẩn thận đấy. Đưa tay cho tôi. Nào. Nào, nhanh lên. Cố lên, sắp tới nhà tôi rồi. Đến rồi, đây là nhà của tôi. Bên này. Về nhà rồi. Mọi người đến nhà cả rồi. Đúng vậy. Cuối cùng cũng về rồi. Về rồi.
về rồi. Vợ ơi, anh về rồi đây. Các anh là thần binh giáng thế hả? Còn đến sớm hơn cả chúng tôi nữa. Tất nhiên rồi. Ai bảo đây là căn cứ địa của chúng tôi chứ? Hình như tôi hiểu rồi. Mê hồn trận. Vào trong đi đã. Chúng tôi đã chờ ở đây lâu rồi đó. Các anh cắt đuôi bọn Nhật rồi. Phải. Đúng là mê hồn trận đấy. Có điều không phải để bẫy các cô, mà là bẫy quân Nhật. Bọn tôi để bọn chúng chui vào rồi rút quân về đây. Sao các anh biết? Bọn tôi đi qua sông thì sẽ đến Trịnh Gia Trang. Đến Trịnh Gia Trang rồi thì sẽ đến nhà Trịnh Đông Phương vậy. Bọn tôi hả? Biết tính quẻ. Bọn tôi còn có thiên lý nhãn nữa, gì cũng biết. Nếu như tôi đoán không sai, trong số mấy người chúng ta có người là tình báo ngầm của các anh. Là người đó đã tiết lộ tin tức cho các anh nhỉ? Vậy trong số mấy người bọn họ, rốt cuộc là ai? Vậy người nào sửa máy truyền tin cho cô? Thầy Vương chứ ai? Một thầy giáo dạy môn toán, người có đam mê với điện vô tuyến. Người tình báo ngầm đó là là thầy Vương đúng không? Thầy Vương đây, công nhận che giấu kỹ thuật đó. Đông Phương, đến nhà anh rồi. Không tính mời chúng tôi vào uống nước sao? Phải rồi, cứ mãi nói thôi. Mời vào. Vợ ơi, ra đây đun nước đi này. Chỉ biết gọi thôi, vợ anh có ở đây không? Tôi nào có vợ đâu. Đây cũng không phải là nhà tôi. Đây là điểm liên lạc của đội vũ trang. Vậy vào trong đi. Tôi sẽ nói cho các cô nghe. Các cô sẽ hiểu thôi. Xin mời. Các khách quý của chúng tôi. Được. Vậy chúng tôi xin rửa tay lắng nghe. Được. Nào mời. Đi thôi. Mời vào trong. Qua đây. Chuyện gì vậy? Đứng lại. Đi đi. Bà kia. Đứng lại. Tôi đi làm. Vào đi. Cô kia. Qua đi. Đứng lại. Đi đi. Đứng lại. Quân xâm lược Nhật Bản làm thí nghiệm trên cơ thể người. Báo cáo. Vào đi. Ngài tướng quân, ngài tìm tôi để đội cảm tử của quân địch tiến vào căn cứ thí nghiệm, đưa vật mẫu sống đi, làm đế quốc Nhật Bản phải mất mặt. Cậu biết tội chưa? Vâng, thuộc hạ biết tội.
Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 3 ngày, phải bắt được người của đội cảm tử. Nếu không, lúc đó tạ tội cũng chưa muộn. Cảm ơn tướng quân. Trưởng ban Ngô, chị tìm tôi. Đội trưởng Hồ Cô cũng to gan đấy, dám kháng lại lệnh của cấp trên, tự ý thay đổi phương án tác chiến vì để cứu người, chậm trễ thời gian rút lui. Cô biết sai chưa? Tôi biết mình sai, bằng lòng chấp nhận hình phạt. Cô biết sai mà còn cố phạm, tôi không tha cho cô được. Nể tình cô, có công cứu người, cấp trên đã khen thưởng cho cô. Cô đấy, đưa cho tôi một bài toán khó đó. Cô nói xem tôi nên làm thế nào. Vậy thì lấy công bù tội, không thưởng, không phạt. Tô Nguyệt, ký túc xá. Sao vậy? Cô đoán xem tôi gặp được ai? Ai vậy? Ngô Mai. Ngô Mai nào? Là người phụ nữ chúng ta cứu được đó, có biệt danh là Bắp Cải. Thật ra người ta là đội trưởng của đội xung kích kháng Nhật đó. Đội xung kích kháng Nhật. Đúng vậy, cô mập đó đó. Cả cái cô Châu Vân từng làm y tá nữa, cũng là thành viên của đội xung kích. Rồi Vương Quốc Trí nữa, là người truyền tin nổi danh của quân Bát Lộ luôn đó. Thật sao? Giỏi thế. Nhưng mà sao họ lại phải diễn kịch như vậy chứ? Rồi tại sao mà lại bị quân Nhật bắt đến đó vậy? Kỳ lạ hơn nữa là tại sao họ lại giấu chúng ta kỹ như vậy? Giấu hết tất cả chúng ta. Đúng đó. Ban đầu tôi cũng bị lừa cho xoay vòng vòng ấy, nhưng mà sau đó đội trưởng Vũ giải thích thì tôi mới hiểu. Vậy cô mau nói tôi biết đi. Tất nhiên rồi, hóa ra là vì quân Bát Lộ sau khi biết tin người Nhật làm thí nghiệm lên cơ thể người thì đã lập tức phái một đội xung kích kháng Nhật đi điều tra. Do không muốn bị bại lộ nên mới bị quân Nhật bắt giữ, bị đưa vào làm các cuộc thí nghiệm, chịu rất nhiều đau đớn và giày vò. Nhưng mà bọn họ lại không nói vậy với mình. Người thì nói mình là y tá, người thì bảo là một phu nhân, người thì bảo... Hóa ra đều là nói xạo hả? Về chuyện này, đội trưởng Vũ cũng có giải thích, nói là bọn họ có tính cảnh giác cao. Cô nghĩ xem, họ ở trong phòng thí nghiệm của quân địch, mất đi liên lạc với bên ngoài. Ở trong tình huống như vậy, chúng ta đi cứu họ, nhưng họ cũng đâu biết rõ chúng ta, sao mà dám nói thật với chúng ta được? Chỉ đành mạnh ai nấy bịa, lấp liếm cho qua, lừa chúng ta. Nhưng cũng không ngờ chúng ta lại tin thật. Có cô thôi, cứng miệng. Cô mà không nghe tôi nói, chắc đến giờ vẫn còn đang thắc mắc lắm đấy. Cảm ơn cô nha, Tuyết Nhi. Thế này còn tạm được. Phải rồi, đội trưởng đâu? Bí mật. Tô Nguyệt, Triệu Tuyết Nhi có, chuẩn bị xuất phát, chấp hành nhiệm vụ. Dạ.
Bọn họ tới rồi. Chú ý ẩn nấp. Tiểu Thắng, qua bên kia đi, trông chừng cho kỹ. Vâng. Bắt đầu đi. Nhanh tay lên chút đi. Bọn họ bắt đầu rồi, giờ sao đây? Cứ kệ họ. Đội trưởng, lại có người tới nữa. Là bọn Nhật. Tiêu rồi. Nhanh lên, tranh thủ thời gian. Anh Tống, bọn Nhật tới. Đậu phộng nó. Bọn Nhật này đến đây làm gì? Chúng ta mau chạy thôi. Hết đường chạy rồi. Liều đi. Xử lý mấy tên này trước. Bắn cho tôi. Các người đã bị bao vây rồi. Nhanh chóng đầu hàng đi. Xông lên. Bắn hạ bọn chúng. Bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đợi bọn chúng tiến sát lại đây thì đánh tập hậu. Bắn cho tôi. Bên đó kia, mau nhìn bên đó. Rút lui, mau rút lui, mau rút lui. Đi thôi. Rút thôi. Đi. Đội trưởng, bọn chúng không đuổi theo được đâu. Chúng ta nghỉ ngơi xíu đi. Được, vậy nghỉ ngơi xíu đã. Bọn trộm mộ này cũng có sức chiến đấu quá ha. Bọn họ không phải nhóm trộm mộ bình thường đâu. Là Hắc Bang. Hắc Bang. Thế mà chúng ta còn giúp họ nữa. Bọn họ không phải người Nhật. Đánh Nhật là chuyện đương nhiên. Chúng ta đã bắt gặp họ thì nên giúp họ mới phải. Cũng đâu thể trơ mắt nhìn họ bị địch vây bắn được. Không sai. Được rồi, nói sau đi. Tranh thủ nghỉ ngơi chút đã. Vâng. Hôm nay chúng ta phải ở lại nơi hoang vắng này rồi. Có người. Là bọn tôi, những kẻ sống dựa vào đất. Vừa nãy mọi người đã cứu chúng tôi.
Chúng tôi tới để cảm ơn. Hình như là nhóm trộm mộ, đúng không? Vậy thì ra đây đi. Tôi là Tống Bình Thiên, cô từng nghe qua chứ? Từng nghe qua. Mắt cóc tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ. Vậy các cô là? Quốc quân. Đây là đội trưởng Hồ của chúng tôi, từng nghe qua chưa? Nghe danh đã lâu, anh hùng hào kiệt mà. Đội trưởng Hồ, cô có muốn ghé nhà tôi ngồi chút không? Được chứ, cầu còn không được. Mời. Đi thôi. Đi. Mời vào. Mời. Mời ngồi. Cảm ơn các cô đã ra tay cứu giúp. Nếu không thì chúng tôi tiêu rồi. Chúng ta đều là người Trung Quốc, không cần khách khí. Đúng lúc chúng tôi cũng có việc tìm anh. Tình cờ đụng phải thôi. Tìm tôi, đúng vậy, tìm anh. Chuyện này không đúng lắm. Tìm tôi thì đến nhà tôi mới phải. Sao lại chạy tới chỗ ấy chứ? Trừ khi là... Anh không cần đoán bừa nữa. Chúng tôi cũng vì hết cách rồi mới phải vậy. Trực tiếp đi tìm các anh, e là các anh cũng không tiếp đón đâu. Làm gì có. Cho hỏi, có chuyện gì không? Tôi muốn tìm anh nghe ngóng một món đồ. Là món gì vậy? Một món đồ đã khai quật. Ấm Quý Phi. Cô muốn có nó? Không phải tôi muốn có nó, mà nó là văn vật của Trung Quốc chúng ta. Là người Trung Quốc, chúng ta đều có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Gần đây, quân Nhật trắng trợn cướp bóc văn vật nước ta. Tôi nghĩ chuyện này, người trong ngành như anh chắc không thể nào không biết đâu. Tất nhiên là tôi có biết rồi. Gần đây hãng buôn Mitsu đang làm chuyện này luôn đó. Một phần là chúng đi thu mua, tất nhiên là dùng cái giá rất thấp. Nghe bảo đã mua được không ít rồi. Một phần khác là đi cướp, quân đội làm luôn đó. Ai mà không chịu bán giá thấp, hoặc nhất quyết không chịu bán, thì chúng cướp. Thấy bảo đã cướp được không ít món rồi đó. Vậy theo như anh biết, bọn Nhật đã lấy được Ấm Quý Phi chưa? Hình như là vẫn chưa. Sao anh biết? Cô nghĩ xem, nếu mà bọn chúng lấy được rồi thì đêm nay còn đi theo tôi, bao vây tôi làm gì? Nói vậy thì bảo vật đó vẫn chưa được khai quật. Khó nói lắm. Có phải nằm ở trong ngôi mộ lớn đó không? Có thể là thế. Anh Tống, bây giờ quân Nhật cũng đã để mắt đến anh rồi. Anh không thoát được đâu. Đúng vậy. Còn thêm chuyện hôm nay chúng tôi đã bắn hạ mấy tên lính Nhật nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi muốn bàn với anh một chuyện. Cô nói đi. Là về chuyện bảo vệ văn vật Trung Quốc. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Tất nhiên rồi. Chuyện này không thể hồ đồ được. Tôi cũng là người Trung Quốc mà. Chỉ cần có thể cống hiến cho quốc gia, tôi sẵn lòng làm mọi thứ. Anh Tống, anh đừng quên, công việc của anh là trộm mộ của tổ tiên chúng ta đó. Anh giải thích chuyện này thế nào? Chuyện này cũng vì để bảo vệ văn vật tốt hơn thôi mà. Đối tượng lần này là người Nhật, nên tôi sẽ tin lời anh một lần này. Người Nhật sắp tới tìm anh rồi. Vì nhiệm vụ của chúng tôi, tất nhiên cũng vì sự an toàn của chính anh, tôi sẽ để Tô Nguyệt ở lại đây. Được.
Tình hình đại khái là như vậy. Thứ gọi là ấm quý phi có thể chỉ là truyền thuyết. Không phải truyền thuyết. Trong sách lịch sử có ghi chép, ngôi mộ đó rất có thể là mộ quý phi. Không phải chứ? Mộ quý phi? Tôi chỉ nói là có thể. Còn về việc phải hay không, chỉ đành. Vậy chúng ta phải làm gì? Cho dù chúng ta đi đào nó lên, người Nhật chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải dân chuyên, đào lên xong phải làm gì nữa. Cho nên, tôi mới bảo các cô liên hệ với mắt cóc. Hắn là một tên trộm mộ. Trong tay hắn có nhân lực, tai mắt cũng nhiều, tin tức cũng nhanh nhạy. Báo cáo, vào đi. Điện báo của Bộ Tư lệnh. Quân Nhật hành động nhanh quá, đã bắt đầu ra tay luôn rồi. Trưởng ban, hãy ra lệnh đi. Đám quân Nhật này cũng nhanh thật đấy. Mới có mấy ngày đã xây xong pháo đài rồi. Đám Nhật này ghê gớm thật. Xây pháo đài ngay trên mộ cổ. Bọn chúng đang có âm mưu. Pháo đài này ai là khó mà vào được. Căn bản là không vào được. Nhìn phần gò đất phía bên dưới kia, vốn dĩ không thể xông qua được. Dùng bom cũng không được sao? Trừ phi dùng pháo kích. Chỉ biết có pháo, chẳng biết dùng não gì cả. Bộ não của tôi, cô còn không rõ chắc. Vậy đừng lèm bèm nữa. Vâng, nghe đội trưởng cả. Rút đã. Trời sáng rồi tới. Dạ. Là hắn, giám đốc hãng buôn Mitsu Sakagawa. Sao lại là hắn? Hắn tới đây làm gì? Hãng buôn Mitsu. Đội trưởng, đây chính là hãng buôn Mitsu. Đi vào trong xem sao. Xin hỏi, hai vị tiểu thư cần gì? Chúng tôi chỉ xem sơ thôi. Hãng buôn của các anh chỉ bán những món này thôi sao?
Chúng tôi bán nhiều lắm. Ví dụ như bông, thép, thực phẩm, xi măng các thứ. Những món đồ cổ hay tranh vẽ này chỉ là một phần thôi. Từ lâu đã được nghe hãng buôn Mitsu là hãng buôn nổi tiếng của Nhật. Hôm nay được thấy, quả đúng là danh bất hư truyền. Phải rồi, giám đốc của anh có ở đây không? Có chuyện gì sao? Chỗ tôi có một món đồ cổ, muốn nhờ anh ấy xem giúp tôi. Sao vậy? Không có hả? Vậy chúng tôi xin phép về trước. Đi thôi. Quý khách xin dừng bước. Chào hai vị. Tôi là giám đốc của hãng buôn này Sakagawa. Hai vị, mời. Được rồi. Là món hàng gì vậy? Lấy ra đây đi. Tuyết Nhi, lấy nó ra đi. Đúng là hàng thật. Đào được ở đâu vậy? Khai quật ở đâu đó? Chuyện này tạm thời không cho anh biết được. Đây là quy tắc cũ của ngành này. Vậy thì nếu cô đã muốn thanh lý nó thì hãy ra cái giá đi. Tôi không bán nó. Tôi muốn dùng nó trao đổi với anh một thứ tương tự. Đổi cái gì? Một cái ấm. Ấm quý phi. Đúng chứ? Phải. Anh có không? Các cô cũng đang tìm nó. Anh Sakagawa, nếu chỗ ông cũng không có, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Tuyết Nhi, lấy lại đồ. Chúng ta đi. Làm phiền rồi, anh Sakagawa. Chào. Đứng lại. Đứng lại. Là sao đây? Người đi, đồ để lại. Hỗn xược. Còn không lui đi. Dạ. Xin lỗi hai vị. Chúng ta có duyên gặp lại. Mời anh Sakagawa. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Đi theo họ. Dạ, coi họ đến chỗ nào. Đội trưởng, cô nói đúng. Bọn Nhật quả nhiên đang có âm mưu gì đó. Đi thôi. Chúng ta nên đến gặp mắt cóc kia rồi. Dạ.
Có ai không? Vào trong. Có ai không? Thuyết minh và lồng tiếng tại IPTV. Tới đây. Chị Tống, xảy ra chuyện gì vậy? Chị Tống, anh Tống đâu? Đội trưởng Hồ, là các cô sao? Anh ấy với Tô Nguyệt đã bị bọn Nhật bắt đi rồi. Bắt đi rồi. Lúc nào vậy? Ngay tối hôm qua. Em nói, cha nó này, anh cũng đi trốn đi. Trốn? Trốn đi đâu đây? Em nói xem. Giờ nơi đâu cũng là của bọn Nhật. Trốn cũng được vài ngày, đâu có trốn được lâu. Anh Tống nói đúng, không thể nào trốn được. Với người Nhật, chúng ta phải đối đầu, nhưng cũng không thể liều lĩnh. Để tôi ra ngoài xem thử. Nhìn người ta kia, người ta đánh Nhật đó còn chưa nói gì. Mình còn nói gì nữa? Anh Tống, có người muốn gặp anh. Gặp tôi? Ai vậy? Anh ta nói anh ta đến từ hãng buôn Mitsu, chuyên kinh doanh đồ cổ. Hãng buôn Mitsu, chuyên kinh doanh đồ cổ sao? Cho anh ta vào đi. Ai anh cũng gặp hết. Đây là quy tắc trong ngành, không gặp không được. Hơn nữa, không gặp ai cả thì làm ăn kiểu gì được? Anh Tống, làm phiền rồi. Thật là ngại quá. Tôi là giám đốc của hãng buôn Mitsu Sakagawa. Anh Sakagawa, nghe danh đã lâu, nhưng giờ mới có dịp gặp mặt. Tìm tôi có việc gì sao? Tôi đến đây là vì muốn được xem thử lô hàng trong tay anh. Xin lỗi, trong tay tôi nào có hàng gì? Anh Tống, anh làm sao vậy? Nhanh lên. Lại lên. Bên này. Anh Tống, anh đừng lừa tôi. Ai mà không biết anh đứng đầu cái ngành khai quật này. Người trong ngành ai cũng biết anh. Làm người có quy chuẩn, làm nghề có quy tắc. Xưa giờ tôi không làm việc với người Nhật. Đừng mà, tôi chỉ là người làm kinh doanh thôi. Vậy anh mang nhiều binh sĩ đến đây làm gì? Đừng lừa tôi nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi. Anh cũng đã bao vây nhà của tôi rồi. Thông minh đấy. Người đứng đầu ngành này có khác. Có kinh nghiệm. Thôi thì, nếu như anh đã biết cả rồi, vậy thì mau chóng đưa đầu ra đi. Rốt cuộc anh muốn thứ gì? Ấm quý phi. Ấm quý phi sao? Từng nghe nói, nhưng chưa từng nhìn thấy. Anh nói xem, ấm quý phi thật sự còn nằm trong mộ quý phi?
chưa bị ai trộm mất. Chuyện này sao tôi biết được? Chẳng phải các anh đã phong tỏa bộ quý phi rồi sao?